chào các bạn à, rất vui gặp lại các bạn trong kênh ngọc chiến bất động sản VinHome à, video này mình sẽ cập nhật một số cái thông tin à, được chia sẻ từ chủ đầu tư trong các buổi đào tạo à, đặc biệt là với dự án vũ yên thì những cái sự kế thừa hay là đúc rút kinh nghiệm từ các cái dự án cũ thì chủ đầu tư có những cái thông tin và lộ trình ra thông tin để chia sẻ với nhà đầu tư à, tiếp theo nữa là trong quá trình nhà đầu tư Uh, mua và có những cái câu hỏi thì chủ đầu tư cũng có những cái giải đáp uh, thỏa đáng. Đặc biệt là những cái concept thiết kế này thì vì cá nhân mình thì mình nghĩ là cái đầu tiên là chủ đầu tư đưa ra và cũng sự cái quy hoạch tổng thể rồi. Tiếp theo nữa thì chúng ta cũng sẽ thấy là chủ đầu tư thì luôn luôn đưa ra những cái uh, tiện ích làm sao nó thật tốt gắn với cái đại đô thị và đem lại cái giá trị tiện ích ngày càng tốt hơn ví dụ như ocean mark hai ocean mark ba thì trước đây không có dơ viên grand Quân hà nội ca uh, thao uh, hay china thao thì đến bây giờ trong các concept thiết kế mà đã tạo ra một cái sức hút mà thực sự ra là một đô thị đi vào đô thị có giá trị sống đô thị thực tiễn và đô thị uh, đem lại cái dòng người dòng tiền cái vận hành khai thác tài sản đấy là cái quan trọng nhất các bác có thể là ngày xưa khi độ cách đây 2 năm nữa mình xuống dưới Ocean Park 12 thì kể cả là mình có đem hai mình nhớ mấy lần mình đem hoa đi tặng uh, tặng uh, khi giao bàn giao nhà thì lúc đấy vì tiến độ thứ thì có khi còn không đứng được trước cửa nhà để chụp ảnh. Thế thì đến bây giờ thì các bạn xuống đây mình cũng gặp rất nhiều người Việt kiều và đặc biệt cái câu chuyện của đen Quân Hà Nội dư viên. Thì ở đây chủ đầu tư chia sẻ ra những cái thông tin những cái vị trí uh, quy hoạch trường học bãi đỗ xe và một số cái ví dụ như là bể bơi trong nhà. Đấy, các cái ký hiệu uh, bể bơi trong nhà, vị trí ngoài trời, kích thước nhỏ giữa khu gym, này, khu thể thao này, BBQ này, sân chơi trẻ em. Thì uh, cái quy hoạch này đôi khi nó cũng có sự thay đổi. Thay đổi để tiện ích tốt hơn cho cư dân hoặc những cái tiện ích mà uh, gắn với xu hướng thị trường, chẳng hạn như sân tầm cốp này, hay là ông sơn bắc hai này, hay là cái cái đường đua công đường đua của hoặc là bowling hay là những cái sân chơi mà mình nghĩ rằng là trước đây chúng ta đi gội đầu cũng thế thôi bây giờ nó có gội đầu dưỡng sinh ví dụ như vậy hoặc yoga thiền nó gắn với xu hướng hơi thở của thị trường thì mình nghĩ là đôi khi là cũng chưa được đến 4.0 một tuần hai tuần khác nhưng mà đây thì nói chung là chủ đầu tư cũng có sự nghiên cứu đem, đúc rút đem cái 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 những tiện ích hạ tầng đẳng cấp quốc tế về với đại đô thị và cũng trên cơ sở là các cái có kỳ các cái ý kiến chính kiến của các cái cư dân mong muốn thì chủ đầu tư cũng sẽ làm đặc biệt là các cái vị trí trường học thì mình thấy hay ở những vị trí chiến lược ở vị trí đất vị thế đắc địa các bạn cứ nhìn lên như riverside như harmony thì cái những vị trí để cho các cái trường học thật sự là để cho cái giới tinh hoa, ươm mầm tinh hoa hay đặc biệt như Ocean Park 2 thì chúng ta cũng thấy trường nào Vin Lily tinh hoa. Đấy cái khu những cái khu mà mở bán cao tầng đầu tiên view sang trường nào Vin Lily mãi mãi nó là đỉnh cao. Khu San hô 6 đến bây giờ luôn luôn uh, đại diện cho một cái cái hình mẫu mà cái cái, cái 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 tuyến phố rất là đẹp. Ở ẩm thực rất là đẹp tại Ocean Park 1. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nghiên cứu ở đây. Uh, ví dụ như là chúng ta sẽ thấy rất nhiều các cái trường học mầm non này khai giảng năm 2005 này bãi đỗ xe này trường phổ thông liên cấp khai giảng 2025 này trường tiểu học đấy, đấy. trường mầm non chưa có tiến độ khai giảng này những cái trường này thì đầu điều đầu tiên là uh, cái đại đô thị này cái, cái phân khu này đi vào vận hành thực tiễn kéo dân về ở và cái cái khai giảng trường này cũng đi vào thực tiễn luôn. thật ra là trong mỗi một khi các bạn nhận nhà, nhận nhà thì các bạn sẽ có app, các bạn đăng ký thi công các thứ gì cũng có app, thì chủ đầu tư sẽ nắm được cái con số thống kê đấy và có những cái chuyên gia kinh tế rồi, thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây cái cái những cái sự thiết kế và mình nhìn ra nó có những cái nét đảm bảo hài hòa. Thì ví dụ đây là bãi đỗ xe này, bãi đỗ xe này, bãi đỗ xe bãi đỗ xe này, trường uh, trung học cơ sở này, trường tiểu học này đấy những trường đây này và bãi đỗ xe bãi đỗ xe này trường mầm non như vậy chúng ta nhìn vào đây thì cái khai giảng mầm non đầu tiên này năm 2005 sẽ vào chỗ này thì cái chỗ này là chỗ đảo vua này đấy, cái chỗ này là cái chỗ quý tộc này và năm nay mình nhìn nhận rõ là cái cái phân khu tài lộc này, này với hai hơn 2,5 gần 3 km về cái tuyến phố đi bộ này thì chủ đầu tư hướng tới đưa tới tài sản của bạn các bạn là đầu tư <laughs> thì cũng sẽ có cái đi vào vận hành khai thác ngay, riêng cái tuyến phố đi bộ này dài và đẹp nhất Việt Nam. Thì chủ đầu tư đã tuyên bố ra thì mình tin chắc, mình tin chắc những điều chủ đầu tư với Vin thì làm còn tốt hơn kỳ vọng. Khu này khu miabi này, khu này sẽ là khu thu hút các cái chuyên gia nước ngoài bởi các kiến trúc sư đầu tiên uh, gọi là tuyệt vời của uh, Nhật Bản. Thế thì bây giờ ở đây chúng ta tiếp theo nữa đấy là đây là trường học nhé thì chúng ta sẽ chú ý là cái khai giảng ở đây và chỗ góc này sẽ có là cái đây trung tâm bán hàng đây này văn phòng bán hàng đây và chỗ này ấy, thì là là siêu thị này megamall này đấy cái trường này sẽ khai giảng đầu tiên nhé các bạn nhé còn quy hoạch trường này thì chúng ta tiếp tục mong rằng các bác mua nhiều về đây đấy, xong chủ đầu tư làm các cái tiện ích sớm à, bây giờ chúng ta đi sang một cái nữa là cái À, đây này trong cái, cái, khu gym này khu thể thao này bbq này sân chơi trẻ em ví dụ mình ở ocean bóng một ấy có độ khoảng hơn 700 thiết bị uh, tập gym mấy cái thể thao thế mà tập mà xong là chào mà you again thì mỗi một thiết bị thì tầm độ khoảng 2 năm mới quay gặp lại <laughs> thì đây, đây chúng ta sẽ nhìn thấy đây khu gym nhá thì chúng ta nhìn cái cái màu xanh này màu xanh này màu xanh này, gym thấy các chị em tập gym nhiều đây này gì Thế và đây có một cái ghi chú này. À, khu màu khu màu vàng thể hiện tuyến đường nội nội khô private. Tức là gì chúng ta nhìn thấy cái màu vàng này thì chúng ta nhìn thấy rất là giống như Riverside ấy. Ở đây chỉ có duy nhất cái khu tài lộc này là khu mở nhé Còn đa số là khu đóng Đấy có 11 phân khu Thì như vậy Và đặc biệt là nếu các bác vào Kinh Đô thì đây Mình thích mấy cái phân khu mà nó trùng tên Ocean Park 2 <laughs> Mình đang bán chẳng hạn Đấy thì với lại hoặc là Royal Riverside này có 89 căn đây ghi này 93 căn đóng 6 93 căn đấy thì uh, kinh đô này bác nào ở đang ở kinh đô Ocean Park 2 xuống đây làm căn nữa bác nào đang làm ở Riverside nhưng mà Riverside thì bây giờ có 93 căn rồi đấy thế còn chúng ta nhìn đây cái thiết kế này thì chúng ta sẽ thấy là cái đường đây này, này chủ tư ghi rõ là màu vàng là thể hiện tuyến đường nội khu private đấy khu đóng Đấy, thì chúng ta nhìn đây chúng ta dễ mừng tượng ra Còn đây thì biểu hiện ra luôn, đây là khu mở Đấy, phân khu tài lộc là khu mở này mươi căn Đấy, phân khu 3 này, 1 ba căn 2.2, à, 185 căn này à, 2.1, 103 căn này Đây, cái này có 750 căn này Đấy, thế thì à, chúng ta sẽ nhìn vào đây để chúng ta nhìn thấy cái tổng thể về cơ bản thì mỗi một phân khu sẽ có một cái câu chuyện riêng Đấy, cái nét văn hóa kiến trúc và thậm chí là các bác cứ thích là ít ít lần thì đấy thì nó lại sẽ khác nhau đấy thì bây giờ ở cái cái phân khu này thì là 2278 căn đấy khu khu này hiện nay đang có thông tin là đảo vua sẽ mở bán mở bán thế còn hiện tại thì uh, chúng ta cũng sẽ thấy tài lộc uh, sắp được ký hợp đồng rồi ký hợp đồng mua bán rồi quý tộc cũng đã mở bán thì chúng ta chờ đón những cái phân khu mà chủ đầu tư đưa ra video này mình phân tích về cái kiến trúc của mấy các cái tiện hạ ích tiện ích hạ tầng tiếp theo là chúng ta sẽ quan tâm đến một cái nữa là gì cái quy hoạch tuyến phố đi bộ công viên văn hóa vui chơi và ẩm thực thì cái này trong cái này chủ đầu tư ghi ra các bạn nhìn trên bản đồ cũng sẽ dựa thấy là ẩm thực mua sắm này đây là mua sắm này đấy, đây là dịch vụ đây là dịch vụ này đây là chỗ dịch vụ này là dịch vụ này thế thì cái cái bố trí ngành hàng cũng sẽ theo cái concept thiết kế mà cũng có sự quy hoạch bài bản bởi Vincom retail Đấy thì đây chắc bảo các bạn sẽ nhớ rõ nhé trong các cái uh, uh, tài liệu truyền thông sell kit thì chủ đầu tư nói rõ nhé. Tài liệu bản vẽ mang tính chất tham khảo và sẽ được chủ đầu tư cập nhật, điều chỉnh tại mỗi thời điểm cho từng khu vực để đảm bảo tối ưu các tiện ích sử dụng và phù hợp với thiết kế tổng thể của dự án. Đấy chứ đâu đó thì mình cũng thấy là cái ví dụ như Ocean Park 2 thì cái concept thiết kế từ đầu. Đấy, bây giờ dơ viên có đẹp tốt mọi người đến thì cũng không các bác cũng khen là nhiều. Đấy, đấy thế nhưng mà có một số cái khu vực khác, cái ví dụ cái cây xanh hay là cái công viên khác thì các bác cũng có những nhưng với Vin thì mình cũng thấy là từ cái quy hoạch tổng thể nữa và chúng ta cũng sẽ phải thừa nhận cái việc này. Đấy, luôn luôn điều chỉnh tốt lên đấy thì chúng ta sẽ chú ý đến cái việc đấy còn đây nhìn trên xa bàn thì chúng ta cái tuyến phố này nó ở đây đấy chúng ta nhìn nhìn trên sa bàn đây là cầu máy chai hoặc cầu hoàng gia đấy gọi là cái tên cầu hoàng gia sẽ có nút xoay này thế thì à, bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây chúng ta đặc biệt là nếu như mà chúng ta mua cái câu chuyện của chúng ta tự vận hành ấy, thì chúng ta nếu như mà các bạn thiên về đây ví dụ ẩm thực đấy, các nhà hàng đấy, thì chúng ta sẽ vào những khu vực này thế còn đâu nếu mà mua sắm Đấy, thời trang cà phê thế thì chỗ này dịch vụ dịch vụ thì cái đặc thù là cái dịch vụ sẽ khác ví dụ như mình thấy ở dơ viên ở Grand quân hà nội thì cái lĩnh vực dịch vụ sẽ khác chúng các bạn sẽ có thể kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay đấy thế còn một số cái cũng quản lý rất là chặt chẽ chúng ta không thể để một câu chuyện là một người bên này thì bán bán thời trang bên kia thì bán bún đậu bóng tôm hoặc là bún chả quạt mùi vào thì chắc là không có tình trạng đấy đặc biệt ở đây thì mình thấy nhé chợ thiên đường ăn vặt hải phòng này chợ hàn quốc và thái lan này chợ đêm hải sản ba miền này công viên tình yêu này các bác startup chuẩn bị bán khóa như bên pháp này treo khóa này, công viên vui chơi gia đình này, công viên hải phòng xưa và nay đấy cái nét văn hóa của từng tỉnh thành à, công viên văn hóa hàn quốc capac đây ở chỗ đoạn này à, quảng trường châu âu royal square đây chỗ đoạn này đấy thì chúng ta sẽ nhìn từ bản đồ ấy, chúng ta sẽ có cái uh, tổng thể hơn uh, cũng có những cái, cái tài liệu phát hành ra và có sự lựa chọn thì chúng ta nhìn cái, những cái bức ảnh này để chúng ta thấy thật ra concept thiết kế thì mình với như mình bây giờ mình nhìn lại cái concept thiết kế của quảng trường kinh đô âu sấm đến thực diễn bây giờ đẹp đẹp hơn kỳ vọng rất là nhiều và nếu như các cái, 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 cái sâu diễn tại dơ viên cũng thế các bạn ấy sự, sự hoành tráng tráng quy mô và đầu tư tiền bạc không phải là nhỏ À, bây giờ có chúng ta cũng sẽ dành thời gian rất nhiều cho phân khu tài lộc và mình cũng tư vấn nhiều người à, sở hữu bất động sản ở đây và cái cách ra hàng đợt này của chủ đầu tư thì mình thấy từng cái phân khu là sẽ hướng tới đi vào vận hành tổng thể ngay Đấy. thế thì à, có 6 lý do để lựa chọn phân khu tài lộc à, tài lộc là phân khu 1 là phân khu mở duy nhất của vinhome run iceland là tụ điểm trung tâm nhất của thành phố Hoàng Gia nơi diễn là hầu hết các hoạt động vui chơi, mua sắm, giải trí, lễ hội. 2. Vị trí đắt giá khi một mặt tiếp giáp với tuyến đường huyết mạch, đường hạnh phúc, một mặt trải dài trên tuyến phố đi bộ, văn hóa vui chơi, mua sắm, ẩm thực, bờ sông dài và đẹp nhất Việt Nam, nơi mỗi bước chân trải nghiệm là một hành trình khám phá đầy thú vị. 3. Sở hữu bộ đôi công viên văn hóa quốc tế đặc sắc ven sông, công viên văn hóa Hàn Quốc Capac, đầu tiên tại Hải Phòng và quảng trường châu Âu Rolls Square, lời tráng lệ tháp mặt trời cao 45 m và sân khấu nhà nước hoành tráng hàng đầu khu vực à, sân khấu nhà nước à, kế cận trung tâm thương mại Megamon với phong cách live design quy tụ hàng ngàn loạt thương hiệu hàng đầu trong nước và quốc tế với những trải nghiệm vui chơi giải trí ẩm thực mua sắm thời thượng bậc nhất quần thể hơn 2000 căn shop với kiến trúc hiện đại mới mẻ cùng với các shop thương mại dịch vụ mang phong cách kiến trúc Hàn Quốc và viên đây cũng có dư viên nhé độc đáo mang đến một không gian kinh doanh đa dạng hấp dẫn thư hưởng trọn vẹn bộ sưu tập những đặc quyền sống thượng lưu trên thành phố đảo hoàng gia vinhome Run, iceland uh, vin vinpearl gốp ba sáu hố quy mô lên tới một trăm sáu mươi đẳng cấp hàng đầu đông nam á học viện cưỡi ngựa hoàng gia lần đầu tiên có tại việt nam bến thuyền cao cấp dành riêng cho giới thượng lưu quy mô lên tới 10 ha trung tâm hội nghị tiệc cưới Ron Press sang trọng bậc nhất Việt Nam 3.000 dự quan khách trong nhà và 2.000 quan khách có thể ngồi ngoài trời tổng đám cưới lên đến 5.000 người nếu như những sự kiện đặc biệt đám cưới vàng cưới bạc cưới kim cương hệ thống 7 trường mầm non tiểu học trung học cơ sở liên cấp Vinschool và trường quốc tế Hàn Quốc đầu tiên tại Hải Phòng phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec với dịch vụ đặc quyền y tế tận nhà lần đầu tiên được Vinhome Vinmec phối hợp triển khai đây cũng là một cái nét cái bất động sản tình thương thì mình cũng đã nói nhiều rồi đặc biệt là các doanh nhân thì khi mà đi công tác nước ngoài thì các bậc phụ huynh ở đây cũng được chăm sóc y tế thì mình đánh giá cái chỗ này cũng là rất là tuyệt vời khác biệt ở phân khu tài lộc là phân khu mở duy nhất của Vinhome Royal Iceland lời nắm giữ vị trí độc tôn giao lộ quốc tế với một mặt tiếp Vincom Mega Mall Vinpearl Gold Vincom Gold cùng tuyến đường huyết mạch của dự án đường hạnh phúc ở đây có ba con đường mình thấy cũng rất là tuyệt vời hạnh phúc tương lai và tia sáng một mặt chảy dài trên bờ phố đi bộ sông viên bên sông dài đẹp nhất việt nam nơi điểm tụ sôi động của thành phố đảo hoàng gia khi diễn ra hầu hết các hoạt động vui chơi mua sắm ẩm thực lễ hội của đảo lời luôn rộn rã tiếng cười niềm vui và trở thành Đấy. thì cái này thì mình nghĩ rằng là từ cái concept thiết kế này À, từ cái um, chính sách bán hàng mở bán à, những sự tiên phong à, sự thành công của dư viên à, tại hà nội Green one hà nội với hơn 3 triệu lượt ngựa du khách trong quý 1 và sắp tới các bạn sẽ thấy những cái đột phá nữa tiếp theo Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là mình hy vọng à, royal với tuyến phố tài lộc cũng sẽ tạo lên những kỳ tích mới bây giờ chúng ta cũng sẽ thấy một cái câu chuyện của cái phân khu quý tộc đã mở bán thì chúng ta sẽ thấy là đây quý tộc chỗ đoạn này đấy thì quý tộc trải dài trên tuyến đường huyết mạch của Vinhome Royal Iceland mang tên đường tương lai đường tia sáng kế cận với thế giới với thế giới, giới vui chơi giải trí Vin Wonder Royal Park và Horse Academy tầm view quý tộc nhìn về bến du thuyền siêu sang nơi đậu đỗ của dàn siêu du, du thuyền triệu đô nơi gặp gỡ của giới nhà giàu đây. À, chất sống quý tộc ngập tràn trong sắc xanh xanh của biển mạnh quanh nhà, xanh công viên Tôn Kim, Tôn Kim Park, Tropical Park, tựa địa đàn nhân gian. Tận hưởng đầy đủ tiện ích thượng lưu của thành phố đảo Hoàng Gia, đồng thời sở hữu riêng cho mình những bí mật quý giá phân khu quý tộc chính là nơi tài phiệt thế giới đang tìm kiếm. À, những cái thứ này thì chúng ta cũng sẽ thấy cái cái concept thiết kế kia là những dãy số hao. Thế còn đây những cái concept thiết kế cũng dành cho các cái bạn có những cái Tức là chúng ta cũng có thể làm yêu của một cái văn hóa hay chúng ta cũng có thể yêu một cái phong cách kiến trúc và chúng ta cũng có thể là nắm giữ những báu vật. Đấy. Thậm chí đến bây giờ Riverside ở Ocean Park ở, ở trên là Gia Lâm thì cũng có những người vẫn bán thô nhưng cái giá trị đạt được thì cũng là điều tuyệt vời nhất những cái quyết định của mình. Đấy, trước đây khi mà có cái sự lung lay đấy, khi mà đem ra hội đồng thẩm định của bên nội bên ngoại thì đến bây giờ thì minh chứng bằng kết quả cái sáu cái lựa lý do lựa chọn à, của phân khu quý tộc sang quý độc bản dành cho những chủ nhân danh giá các căn biệt thự đặt mình duyên dáng trên những bán đảo giữa biển xanh hay những xốp thư, hướng mặt đường huyết mạch đều làm giữ chọn vẻ mỹ vị cuộc sống quý tộc chọn hoàng gia không thể thấy ở bất cứ nơi đâu sang nhờ vị thế khi phân khu quý tộc nằm trải dài trên hai tuyến đường huyết mạch của thành phố đảo hoàng gia là đường tương lai và đường tia sáng đồng thời nhìn về phía học viện họ academy cùng bến du thuyền đẳng cấp vũ trụ giải trí Vinwonder, royal park quý chúng ta sẽ thấy sang quý độc bản sang nhờ vị thế quý nhờ phong vị đó là phong vị của cuộc sống thượng lưu của những chủ nhân danh giá tìm thấy chất sống mình tìm kiếm ở bất cứ góc nhìn nào đó là sự phong vị của sự riêng tư đầy thượng đẳng khi mỗi tư gia đều sở hữu tĩnh lặng quý giá để cảm nhận trọn vẹn đặc quyền tinh hoa từ cửa sổ trước thềm nhà qua hàng thiên đều là màu xanh thắm của biển mặn riêng ta. Cái này hôm nay thì cũng có những câu hỏi là cái đây là đảo thì chủ đầu tư có những cái giải pháp gì nếu mà sợ bị nún uh, nhưng mà thì chủ đầu tư cũng đã có những cái biện pháp giải pháp kè chuẩn uh, đương nhiên rồi có những cái giải pháp của các kiến trúc sư đầu ngành đây thì cũng có những câu hỏi về biển ra sao rồi có sợ sụt lún hay không thì chủ đầu tư cũng đã kè hết cái quanh bao đảo này và cũng có những cái an ninh an toàn đấy Uh, kiểm tra bằng thuyền ở buổi tối với công nghệ AI. Độc bản chờ chủ nhân là phân khu duy nhất sở hữu bộ đôi công viên mang âm hưởng đông dương và nhiệt đới trong mỗi nội khu. Đó là khu tôn Kim Park và Tropical đầy đủ tiện ích như sân chơi trẻ em, công viên gym, BBQ, đường dạo bộ, vườn trà giữa vườn hoa bốn mùa và công viên cây xanh. Phân khu đóng sang trọng bao quanh sắc xanh của biển, của hồ, của công viên sở hữu dương riêng một trường học nội khu thì uh, cái này chúng ta cũng sẽ thấy là Vincom Royal Iceland thừa hưởng trọn vẹn bộ sưu tập của những đặc quyền sống thượng lưu trên thành phố đảo Hoàng Gia. Uh, chúng ta nhìn thấy như Harmony ở trên um, uh, Gia Lâm thì chúng ta cũng sẽ thấy cái trường học là xây ở vị trí vô cùng đắc địa. Thế còn uh, Ocean Park 1 thì có trường VinUni. Đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây để chúng ta lựa chọn cái nếu như bạn chọn một cái chất sống uh, của cái sự kín đáo riêng tư quyền uy cho gia chủ hoặc là cái chính khách chúng ta có thể lựa chọn ở phân khu này quý tộc đấy hoặc là bây giờ chủ đầu tư đang sắp ra cái phân khu đảo vua đấy thì mỗi một cái tên chúng ta cũng sẽ à, mường tượng ra cái vị thế tài sản của chúng ta hay vị thế của chủ nhân cá nhân mình thì à, mình yêu từng cái sản phẩm của vin từng cái dịch vụ của vin ví dụ như VinBird thôi cũng là sự phục vụ từ trái tim đấy thì chúng ta cũng sẽ đi và cái lãi nhất từ cái VinBird ấy, thì mình nghĩ đó là gì đó là cái lãi về môi trường cho thế hệ tương lai và cái đấy mình cũng thấy rằng là uh, khi mình cũng gặp các bác uh, cô chú anh chị ở việt kiều thì uh, thấy rằng là mình mới thấy là cái cái tiêu chuẩn khí thải của, của ô tô thì đến bây giờ đi xe điện mới thấy là một cái sự tương lai thì uh, chúng ta có nhiều cái giá trị khác nhau nhưng về đến đây thì chúng ta cũng có thể là chỉ có hệ sinh thái của vin mới làm được những điều đấy có những chuyến xe buýt chạy À, trong những sự kiện lớn ví dụ chạy miễn phí đến 2 giờ đêm. Đấy, ngay như Grand Quân Hà Nội. Đấy thì chúng ta thấy là nếu như mà chúng ta đi thuê, chúng ta đi thuê vận hành như vậy thì sẽ không rất tốn nhiều nguồn lực tài chính, nhưng với Vin thì có những câu chuyện riêng. Đấy và chúng ta đứng trong hệ sinh thái của Vin. Bây giờ mình cũng trở lại thêm một tí nữa. À hôm nay thì cũng có những người gọi điện cho mình nói về cái câu chuyện kiểu như là chúng ta mua ở đây, chúng ta cũng có thể chúng ta tự vận hành đấy và chúng có thể chúng ta ký ký cho chủ đầu tư để trừ trong phiếu giá cá nhân mình thì mình có một quan điểm như này cũng tùy tức là khi các bạn có thế mạnh sở trường rồi như trọng hải sản thì chắc anh ấy xuống đây anh sẽ kinh doanh rồi hải sản thế nhưng cũng có những người cà phê ví dụ cà phê Highland thì họ những những quyền nó câu chuyện nó khác trung nguyên khác trung nguyên dần khác hoặc chúng ta có thể sở hữu những nhà khu khu tiêu quý tộc nhưng mà chúng ta có những cái căn số ở đây để cho các cái thế hệ vận hành kinh doanh ngay đó là cái mô hình tiên tiến của Vin bây giờ như Riverside bây giờ mà bạn lựa chọn một vị trí để đầu tư kinh doanh thì chắc là bạn phải ra bên ngoài thì ở đây nó sẽ khác ở đây thì chúng ta có thể lựa chọn một vị trí tài sản ở khuôn khu quý tộc hay khuôn khu đảo vưa nhưng mà chúng ra đây chúng ta ra đây kinh doanh Đấy thì chúng ta lại có những câu chuyện đấy thì về cá nhân mình thì mình thấy là khi Vin chủ đầu tư Vin là đặc biệt là Vincom Retail đã nghiên cứu rất là nhiều rất nhiều những cái đô thị lớn thành công của quốc tế thì họ sẽ đưa ra cái quy hoạch ngành hàng này với cái tỷ lệ rất là tuyệt vời thì chúng ta hoặc là chính họ mới là người đàm phán ký kết mời được những cái đối tác lớn về đây thế thì uh, chi bằng là chúng ta giao nhà ấy và lấy cái tiền mặt ngay cái thanh toán ít đi thế và rất có nhiều nhà mình để ý như cái căn nhà cà phê Highland trên hoặc cà phê cộng ở trên sơn bắc 1 ấy thì thường là cho thuê và mỗi một cái lần vị thế tài sản sẽ tăng theo thì những cái cái quán ấy làm ăn được đấy và những cái ví dụ như ngân hàng vậy thôi à, có những cái uh, thương số hao thương mại dịch vụ ấy, ở Âu số 1 Một đây là bốn bốn căn họ đập thông Việt Công Banh làm Đấy cái sự đoàn kết như thế để làm ra một cái thuê ngân hàng thì người ta sẽ ký ít nhất 10 20 năm Không còn làm két để tiền nữa thế bởi vậy là hoặc mô hình bây giờ thì mình hay thấy là bên dưới ví dụ ở số 1 có một con cà phê nhưng bên trên là finish yoga. Thì cái cách đấy thì nó mình cũng thấy đánh giá là rất là cao cái vận hành tài sản. Thế còn đâu để mà đi vào ngay ở đây ấy, thì mình đánh giá ví những chủ đầu tư đưa ra cái bài toán là hoàn thiện tầng 1 thì mình sẽ thấy một sự bứt phá cực kỳ là tuyệt vời. Thì với cái sự đúc kết rút kinh nghiệm và gắn với những gọi là cái tín hiệu thị trường hay hơi thở thị trường. Thế thì chủ đầu tư luôn đưa ra những giải pháp và đặt. À, mọi người đang chờ đợi nhiều người mọi người cũng đã lo no lắng về cái cái thông tin trong quá khứ ví dụ như ocean book hai mở bán đến bây giờ thì đến bây giờ thì đấy qua một thời gian mở bán thì những cái sức nóng của thị trường những căn giao dịch khớp và cái sự cam kết của chủ đầu tư cái ký kết hợp đồng thì mình đánh giá là thị trường đã phản ánh đúng đấy, cái sức cầu của hàng hóa cầu của hàng hóa của những giới mà chúng ta thấy rằng là mình có thể dùng một từ gọi là fan vin hay cái bây giờ giữa sự cạnh tranh giữa các cái kênh đầu tư thôi vàng chứng khoán và tiền gửi thì cái đấy là bình thường thôi thì mình thấy đang những cái dấu hiệu rất tốt lên và đặc biệt tốt lên nhưng có hàng để bán hay không cái này nó chuẩn bị từ rất lâu rồi chứ không phải đến bây giờ thấy tốt lên mà chúng ta mới có để nó cả một cái lộ trình đấy dụ ocean bắc 2 thì ocean từ hai mươi chín chủ đầu tư bắt tay với tỉnh hưng yên rồi thì bây giờ ở đây cũng vậy thì chúng ta cũng thấy sân gốp đã đi vào vận hành rất là lâu thì điều bây giờ chúng ta đón nhận bên cạnh nó nữa thì mình cũng thấy là một số các thông tin thì cá nhân mình thì mình gắn bó với dự án của Vin rất là nhiều rồi thì uh, có những câu chuyện của những vị thế vị trí tài sản hoặc thậm chí một cái cộng đồng đầu tư đấy, ngồi với nhau mỗi một các lần các anh uh, các cô chú anh chị từ Việt Kiều về thì mình cũng hay ngồi chia sẻ trao đổi học hỏi thì nên câu chuyện riêng mà có những cái cái câu chuyện ấy nó sẽ đầu tư đem lại rất là nhiều kiến thức trí thức thì uh, uh, cái, cái 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 đấy câu chuyện nó rất khác thì hôm nay thì mình cũng gặp được những cái câu chuyện những cô chú anh chị gọi điện nhưng mà À, những cái bạn sale mà có những cái sự hứa hẹn hay những cái điều đấy thì các cô chú cũng phải chuẩn xác vì là cũng trách lại xem là các bạn đã gắn bó với thị trường bao lâu rồi hay là cũng chỉ là những sự vụ và những cái sự cam kết lời hứa chẳng hạn như là à, mời làm cộng tác viên với những cái con số mà mình nghĩ là cũng khá ấn tượng mà từ trước giờ mình gắn bó thị trường lâu rồi không bao giờ có như thế thì <laughs> chúng ta cũng phải hết sức được cẩn trọng cái thứ hai nữa là gì cái những cái thông tin này thật ra là các bạn phải check xem là cái nguồn hàng các thứ cái phục vụ thậm chí là như là một ngày một bác bác nói rằng là muốn mua nhà giá rẻ thì lên tivi mà mua bác tổng giám đốc chủ tịch của villa connect ấy và chúng ta cũng sẽ thấy là muốn vay vay tiền ngân hàng với lãi suất thấp thì lên tivi mua thế thì đấy cũng không phải là nói xấu tivi nhưng mà câu chuyện cái câu chuyện truyền thông nó phải chuẩn xác và chúng ta cũng gặp kết nối à, thật ra thì mình cũng thấy là những câu chuyện các được nghe các cô chú các bác phản hồi lại và mình cũng gặp thực tiễn mình gặp thực tiễn có những khách hàng mà đi ra đến đến chỗ tại Ocean 3 bạn ấy cũng không có căn và bạn ấy nhận cọc nhận đúng cái chỗ đấy thì bạn ấy cô chứ ấy sau mình tư vấn bảo bây giờ cần 4 tiếng đưa ra những cái giao dịch mà chứng minh có những cái thỏa thuận từ với chủ đầu tư có cầm hàng có nguồn hàng thì bạn ấy không làm được và sau đó thì rất là nó có thể nói là sự phức tạp Đấy, cái còn đâu mà cái sự cam kết thì các bạn cũng sẽ đương nhiên là có sự gắn kết nhưng mà ở cái trong phạm vi còn với vin thì mình thấy cái địa giới hành chính nó không thành vấn đề vì là chẳng hạn như là cái sự support ký hợp đồng từ trên ở hà nội hay bất kỳ gì thậm chí các bác việt kiều hôm nay cũng có những cái câu hỏi về bác các bác việt kiều có căn cước công dân còn thời hạn đấy có chip thì chúng ta sở hữu như nào khi mà mùng 1 tháng 7 để ví dụ như là mùng 1 tháng 7 này các cái luật đất đai uh, luật uh, nhà ở luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực nhưng mà đấy là thông tin thôi nhưng còn không ai bảo rằng là đến đấy là có cả thì đương nhiên có sự đẩy nhanh đẩy mạnh và cái sự đốc, đốc, đốc cái quyết tâm từ phía chính phủ thế nhưng mà cái bước đi của chúng ta bây giờ chúng ta sẽ ra sao nó cả một câu chuyện và cái, cái lộ trình nữa còn đâu doanh nghiệp thì người ta cũng đến câu chuyện của bài toán thuế cá nhân mình cái, cái 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 giao dịch này cũng phải cẩn trọng như vậy, thế nên là có những câu hỏi mà mình nghĩ là cũng rất là hay Cứ phát sinh từ thực tiễn thì các bạn là cần tư vấn hay các bạn cũng mình thì mình thường bây giờ mình ở hay ở trên Ocean Park hai, Ocean Park ba, bạn thì nhưng mà thông tin thì mình cũng update đầy đủ còn tiến độ dự án hoặc cái thì anh em cũng các bạn đồng nghiệp cũng có để cho update các bạn, đấy là quan trọng nhất ở bây giờ là chúng ta nhìn thấy cơ hội. À, ví dụ như các bác cũng sẽ còn đầu tư cả từ đây sang bất động sản úc bất động sản anh bất động sản dubai và thậm chí những người việt về cũng lại đầu tư tại của, của tại việt nam để có một cái dòng tiền yêu quê hương hay là các người đồng hương tại hải phòng thì cái đấy thì mình nghĩ rằng là à, chúng ta có cái sự nghiên cứu từ các thông tin này sau đó thì chúng ta có sự quyết sách cá nhân mình mình thấy rằng cái thị trường rất là tốt lên là dấu hiệu của kể cả ocean bank một ocean bank hai À, cái lên văn phòng bán hàng đặt cọc à, ký kết thủ tục là chờ rất là lâu đấy và ở đây cũng thế thôi thế thì cái địa giới hành chính và cái cái thứ cái quản lý điều quan trọng nhất là chúng ta phải gắn bó được với nhau trong dài hạn những thông tin phải chuẩn để chúng ta có những cái thương vụ đầu tư thật sự đầy hiệu quả thì à, trên tinh thần là những cái thông tin mà chủ đầu tư update đào tạo chia sẻ thì mình cũng sẽ chia sẻ ngay thế và nếu các bạn cần thiết những thương vụ đầu tư thì chúng ta cũng có những cái uh, câu chuyện gặp gỡ kết nối và cũng tránh những câu chuyện là để mất thời gian của nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp